Tí mày, tí mày. Yên. Chào các bác nhá. Hôm nay tụi bác bòi chồn đi săn. Ra đồng quẩy chuột xem nhá. Ra tìm cái con quái thú chưa, dọa nó sợ chạy. Hôm nay tôi mang thuở đi, mang công cụ đào đi để khai quật mấy con quái thú trong cái lỗ xem nó là con chuột to cỡ nào. Để cho chồn mình đập nó chạy. Ở đây nhân tiện đây tôi cũng chỉ luôn cho các bác cái bước thuần chồn, bước thứ hai thuần chồn, cái loại chồn bổ chồn non đấy mới về ấy. Em ở lồng hẹp như thế này, lồng hẹp cho ăn qua lưới đầu tiên để nó làm quen, nó dám ăn trước mặt mình ạ. Xong bắt đầu đến cái bước thứ hai là cho vào cái lồng rộng như này, là để đây này, các bác nhìn thấy không này, đấy thấy chưa, nó biết mình là cái người cho nó ăn đấy. Bắt đầu mình mới cho nó ăn ở trong này để dần dần nó quen, bắt đầu mình mới thả chỗ rộng được. Như hôm nọ tôi quay cái clip tôi thả trong nhà ấy, thì nó, nếu mà thả thì bây giờ thả thì cũng được thôi, nhưng mà nó không chưa quen những cái khẩu lệnh của mình gọi bị huýt sáo trước gì ấy. Gọi nó vẫn chưa kiểu như là nhận dạng được ấy, chưa biết là cái tiếng đấy cho nó ăn ấy, thì mình phải cho vào đây trước. Vào đây bắt đầu quen đi, bắt đầu mình hãng thả chỗ rộng, không là thả ra là mất chồn như chơi đấy. Như con chồn này của tôi này, ở ngoài ở nhà thì với những chỗ thoáng ấy, nó vẫn còn ấy, vẫn còn bảo nó nghe, nhưng mà đến lúc thả ngoài tự nhiên một lúc thì cỏ cây đâu được chui giúp, nó sướng cái hồi tưởng cũng mất tích luôn đấy. Nên là mình phải kiểm soát nó trong cái tầm nhìn của mình mới được. Để tôi lấy thức ăn đấy nhá. Đây là cái bước thứ hai thuần chồn này. Sau khi nó ăn, ép nó ở cái lồng bé nhá, thì cho vào lồng rộng như này nhá, cho chỗ rộng như này cho nó ăn quen trên tay nhá. Ăn đi. Rồi, xuống. Xuống. Hích, hích, không treo. Úi giời, manh động quá thanh niên. Ăn đi. Hồi nãy có con chuột rồi, tí nữa cho ăn xong rồi thả cho chuột, vật chuột cho nó ăn con chuột để cho nó quen đi, nữa mình đỡ phải dậy dậy nữa. Con này móc này, chôn chôn này. Đây, xuống dậy, xuống dậy, chéo linh tinh mất. Qua tôi vừa sống mất một con chuột cho choay rồi các bạn. Nó thuần rồi, hôm qua chiều lần bản đây mình chủ quan nên là chả biết về nó trèo đâu mất tích à, đặt bẫy sập một phát nhưng mà không dính, chạy đâu rồi, mình cái chủ quan quên quần nhà mà đi mất tích rồi, mất rồi, còn mỗi con rồi, đó đây, ấy giờ máu, này bây giờ bắt đầu quen rồi, ui ngã dập mặt bây giờ, còn bé hay là chưa vào chế độ luyện tập được. Như ở đây mình chăn nhiều, nó đang lớn mà. Xuống. Để tao đưa thịt cho. Linh tinh, ôi trời. Máu thế. Đây, treo đây. Rồi, đây. Ấy, nó sợ sệt. Nó vẫn sợ, mình chưa sợ được mấy. Sợ nó, sợ trộn nó nhà nha bác nha. Chỉ nữa mình mới tiếp xúc được nó nha. Không là mình không sợ nó đâu ấy. Bắc mà lạnh á. Ăn đi.
thế vẫn nhảy nhảy như thế này. Nhanh năm sau đẻ cho lứa nha, 4 con này tuyệt vời. Đi săn cùng Mr. Trồn nào. Vô chuột đây. Đấy. Lần sau là thêm chiến đấu nhé. Cắn nó đây. Giết nó đây. Nhìn nó bé cắn con chuột nên khó khăn. Nhìn cái ngắt lấp láo. Nhìn nó bé nó cắn con chuột chết khó khăn không? Ruộng đi bắt chuột nhá, mang chuột đi bắt chuột các bác nhá, mang boi chuột đi nhá, đi săn nhá. Kệ con này đây, cho nó ăn đi cho quen đi, để lần sau là nó giết, cho ăn lần rồi. À, đi, lên đường. Timmy.
Đây. Tiến đi. Đây, chôn 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 chôn. Chôn chôn. Và tìm đi. Tiến đi, tiến đi. Tiến. Tiến, tiến đi. Tiến đi. Tiến. Tiến. Tim, Tim. Tay trôn đi 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 vào lòng ạ, tao đào tao rộng ra vào lòng vào. Chôn 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 đi chôn đi chôn 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 đây. Người đã
đâm đâu có chuột đi, nào quất nó đi, chôn đi. Chôn đi, đi chôn. Chôn chôn chôn. Chôn chôn chôn. Chôn. Hello. Chôn 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 chôn. Chôn 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 chôn. Đây, lỗ anh sao? Cảm ơn. Đây, chôn. Hey.